để tìm kiếm chiếc lông vũ bằng vàng. Một vị hoàng tử trẻ tuổi phải dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm, đến núi Đại Bàng. Hoàng tử và chú ngựa khoe khoang. Ngôi làng khủng bố nhất ngũ quốc. Chỉ là nếu là ngôi làng bị khủng bố nhất ngũ quốc, ta mong đợi một chút. Một chút hành động. Mấy người thôi đi. Phải thế chứ, Bertie. Tên kia. Phải, ngươi đấy, đồ quái vật to lớn quái dị. Đúng rồi, ta gọi ngươi là quái dị đấy. Bây giờ chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của ta. Wild Australian huyền thoại của Saxondale. Còn ngươi, ngươi rất là hư. Về nhà với mẹ đi, tên chuột có cánh xù xí. Đúng, đó là những gì ta định làm. Cảm ơn. Nhưng trước tiên, phí anh hùng của tôi là một con điểu dư cỡ trung, hai bao cà rốt. Tôi sẽ không thương lượng và không hoàn lại. Hành động thu phí đó chẳng anh hùng chút nào. Tuyệt vời. Này, không, làm ơn. Tên ngựa khoe khoang đó đã lấy sấm sét của ngài. Bởi vì có một vấn đề của anh hùng, đó là đôi khi chúng ta hành động trước và suy nghĩ sau. Cẩn thận, ta sẽ làm sáng tỏ sự hiểu lầm này. Anh hùng nói chuyện với anh hùng. Mỗi đứa một cái, không có gì, đừng vội, đừng túm tụm lại. Xin lỗi, cho anh hùng đi qua nào. Đúng rồi, ném cho tôi một củ cà rốt, tiếp tục nào. Phải rồi. Chính xác. Không. Để ta kéo cái này ra đây. Nghe ta nói này. Cảm ơn những người nông dân. Mọi người quá tốt bụng. Giờ hãy cùng cổ vũ cho người bạn ngựa đã giúp ta đánh bại con thú đó. Mặc dù ta không cần giúp, vì thực ra ta là Bertie. Ta, hoàng tử dũng cảm Ivandel. Của vương quốc hươu hùng mạnh. Chắc mọi người sẽ biết ta với tên chú hươu giận dữ thịnh nộ. Không à, dù gì thì như ta đã nói, xin lỗi, cậu vừa nói Ivandel phải không? Tôi tưởng Doe là tên của một cô nai chứ. Cô nai. Đó là tên họ nên nó hoàn toàn phù hợp và không buồn cười chút nào. Hoàng tử bé nhỏ, hãy cho tôi biết điều gì khiến cậu phải xa nhà như vậy. Ta đang thực hiện nhiệm vụ anh hùng đi tìm chiếc lông vũ bằng vàng, huyền thoại. Thật đáng yêu. Một câu chuyện cổ tích cho trẻ con. Ta chắc chắn đó không phải là chuyện cổ tích. Hãy để công việc anh hùng cho tôi, chú nai nhỏ. Lấy lại đồ chơi, những câu chuyện cổ tích của cậu, rồi chạy về nhà với mẹ đi. Tạm biệt. Ngài đừng nghe tên ba hoa đó. Hắn chế giễu ta, Bertie, và cười ngay vào khuôn mặt hoàng tử của ta. Thôi nào, sấm sét khổng lồ không phải là đồ chơi trẻ con, phải không, Bertie? Sao có thể? Hay chúng ta cho tên ngựa đó thấy anh hùng thực sự là như thế nào? Được. Làm thôi.
98, 99. Nhìn tôi đi, tôi thật vĩ đại. Nhưng ngựa cần ăn cà rốt. Thu phí không chỉ là hành động phi anh hùng, mà còn vi phạm quy tắc anh hùng. Nhìn kìa bớt, ta cũng có ở trên đó. Ta e là kết thúc rồi, Bertie. Sao cơ? Trò chơi này, ta không phải anh hùng. Ta chỉ là hoàng tử mũm mĩm cầm một thanh kiếm gỗ. Không đúng thưa ngài. Bertie, đừng ngắt lời ta. Ta nói đến đâu rồi? Đúng rồi, vì ta không phải anh hùng, nên ta không cần cận vệ. Hãy đi đi, Bertie, cậu được tự do. Người cũng thế, sấm sét khổng lồ. Ta không xứng đáng với ngươi, đồng chí. Vĩnh biệt. Trời ạ. Ngài cứ khóc đi. Đôi lúc chúng ta cũng thấy buồn mà. Ta không buồn, bớt. Và ta không khóc. Đội đã, thưa ngài. Đi đi gà. Tôi không phải gà. Không quan trọng. Nhanh lên thỏ. Đổ đầy cà rốt vào đây. Tôi không rảnh cả ngày đâu. Thời gian quý như cà rốt. Nhưng đây là chỗ cà rốt cuối cùng của chúng tôi trước vụ thu hoạch tiếp theo. Việc đó thì liên quan gì đến tôi? Xin lỗi. Theo điều 36 của Bộ Luật Anh Hùng, việc thu phí bị nghiêm cấm. Một con gà nhỏ thì biết gì về công việc anh hùng chứ? Tốt nhất là hãy để việc đó cho người lớn. Tạm biệt. Xin lỗi. Cảm ơn. Chúc một ngày tốt lành. Thưa ngài, quái thú đã trở lại. Đúng hơn là bố của nó. Việc đó thì liên quan gì đến ta? Cái tên... đâu rồi? Nhanh lên, chúng tôi cần ngài giúp. Có lẽ tôi nói chưa rõ ràng. Nhưng không còn cà rốt thì không có anh hùng đâu. Hoàng tử, những chú thỏ đang gặp nguy hiểm. Và tôi biết trái tim anh hùng của ngài vẫn còn đập. Ở đâu đó. Tôi sẽ lấy sấm sét khổng lồ. Cẩn thận đấy, bớt. Cứu tôi với, cứu tôi với. Bertie. Bertie, cậu có sao không? Này. Hoan hô, tôi biết ngài sẽ tìm thấy. Bertie. Đợi nhé, bớt. Còn ngươi, ngươi đúng là cậu bé hư. Bertie. Bớ, ta tưởng ta mất cậu rồi. Hoan hô hoàng tử Ivan đâu anh hùng. Chúng ta cứ nghĩ cậu ấy chỉ là một tên ngốc. Được rồi, cảm ơn những người nông dân thân mến. Mọi người có thể ngừng nói một chút không? Vì ta có điều muốn nói. Hôm nay là ngày... ta... trật tự dê con, anh hùng thực sự đang nói. Bức tượng của tôi đã cứu mọi người. Nghĩa là tôi đã cứu mọi người. Nên tôi sẽ lấy 4 bao cà rốt. Một con điểu sư lớn. Nhưng anh đã lấy mọi thứ của chúng tôi rồi. Thôi nào, tôi không phải là quái vật.
Tôi cho nợ cà rốt đấy. Tất nhiên là tính lãi. Bớt, nhìn kia, đó là Henry, chú nhím nhỏ dũng cảm nhất. Cậu ấy trưởng thành rồi. Hội đồng anh hùng của các anh hùng đã nhận được khiếu nại nghiêm trọng nhất. Wild Stallion của Saxondale nào đó đã thu phí. Đó là việc làm vi phạm quy tắc anh hùng và mọi điều mà chúng ta ủng hộ. Tôi đang định trả lại má. Kiếm anh hùng. Nụ cười anh hùng. Và cuối cùng là vẻ ngoài anh hùng hào nhoáng. Vứt mấy thứ này đi. Cái này dùng được. Được rồi, Henry. Còn anh sẽ ở lại đây cho đến khi trả hết nợ. Và hoàng tử Ivan đầu dũng cảm lại tiếp tục hành trình tìm chiếc lông vũ vàng. Ta thích vẻ ngoài này, Bertie. Ta nói ta thích vẻ ngoài này, Bertie. Bertie. Bertie.